Hi, em Tuấn xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay tiếp tục em Tuấn sẽ review cho mọi người xem một bộ siêu phẩm của Vera. Thì cái bộ này thì nó cực kỳ hot cách đây đã vài năm rồi. Nhưng mà hiện tại so với hiện tại thì bộ này nó vẫn còn là khá là đắt đỏ và cực kỳ là hot cho mọi người. Và cái bộ Vera này, đây là bộ khóa trầm cốc với 11 chi tiết nha mọi người. Bộ này thì nó gồm 11 chi tiết. 11 chi tiết. Ở trong này thì nó sẽ có đây. Sẽ cho mọi người xem về cái thông số này. Thì ở trên này thì nó có từ khóa 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19. Thì trong này gồm một bộ này gồm 11 chi tiết. Và cái bộ khóa này nó được sản xuất tại Cộng hòa Séc nha mọi người. Rồi thì cho mọi người xem ở trên này nó có bộ khóa này khá là đẹp luôn. Về cái bộ khóa này thì chất liệu của nó là bằng thép cực kỳ là tốt, thép cực kỳ tốt luôn. Rồi nay mình có về được 3 bộ nhưng mà mình sẽ tháo ra và review cho mọi người xem một bộ. Thì nhìn tổng quan bên ngoài thì cái hộp của Vera nó làm khá là xịn sò, Vera Joker. Đó là cái bộ này là Vera Joker. Thì bên trong của nó thì mọi người sẽ thấy, trước tiên thì đây là cái sổ của Vera nè. Đó, mọi người thấy không, làm cũng khá là đẹp luôn, khá là đẹp. Đây là một cái sổ. Rồi ở trên này thì nó sẽ có một cái tem của Vera. Đặc biệt Vera thì mọi người mua những cái dụng cụ của Vera nó sẽ có một cái tem như vậy. Tem như vậy. Rồi ở trong hộp này thì nó có cả Facebook, YouTube, rồi Instagram. Đó mọi người, có đầy đủ hết nhé. Rồi đây là bộ Vera. Thì khi mọi người mua thì mọi người sẽ được nhận được một cái hộp, cái túi vải như thế này. Và bên ngoài thì nó sẽ có một cái logo của một cái khóa Vera. Mọi người thấy không? Joker Vera. Thì bên trong, mình sẽ tháo bên trong cho mọi người xem. Đó, nhìn khá là xịn luôn mọi người. Wow, mọi người. Đây, mình sẽ bỏ xuống cho mọi người xem. Quá là xịn luôn mọi người. Nhìn cái thú vị của Vera đập vào mắt ở trên này thì bộ khóa Vera này theo mình thấy là khá là đặc sắc, tại vì mỗi cây khóa thì nó sẽ có một màu khác nhau nhé. Đó làm cực kỳ hay. Thì khi chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ cần nhìn màu thì chúng ta có thể biết được cái khóa đó là cái khóa nó đang là cái khóa bao nhiêu. Đó, như cái này. Đây là cái khóa 10. Cái khóa 10 thì mọi người sẽ thấy một cái tem màu vàng này. Và đặc biệt cái khóa Vera của này nó làm thật sự là cân bằng nha mọi người. Khá là cân bằng về cân bằng về hai bên. Đó. Cầm cũng khá là chắc chắn, khá là chắc. Rồi cái bộ khóa Vera này nó có cái điều đặc biệt ở bên này, ở bên bộ khóa này, bên đầu chân này thì chỗ này nó có một cái điểm nhấn. Khi mọi người đặt con ốc vào đây thì mọi người sẽ chỗ này là nó tránh cái trường hợp là rơi ốc ra ngoài nhé. So với bộ khóa thông thường, nếu mọi người thả một cái con tán vào đây thì con tán nó sẽ rớt từ trên này rớt xuống, nhưng mà khi mọi người thả con tán ở đây thì nó sẽ được một cái bát chỗ này, nó sẽ giữ lại và tránh trường hợp là rơi ốc. Thì cái này, bộ Vera này nó làm cho mọi người, nếu mà mọi người muốn vặn qua con ốc ở cái thế thật sự là muốn khó, khi mọi người muốn đưa con ốc đầu tán vào, xin lỗi nha, đưa cái đầu tán vào vặn vào trong con ốc thì khi mọi người mà ở trong sâu mọi người không thể nào mà luồn tay được, thì chúng ta có thể đặt con tán nó nằm trên này và nó sẽ không rớt nhé. Mọi người có thể dễ dàng là thao tác
Rồi, và cái bộ này đây là cái khóa 10, và ở trên này nó có một cái lê trồng cốc đó, có cái hay của nó là chỗ này. Rồi đây không, khi mọi người lật lại thì nó sẽ xoay trực ngược lại đó. Đây, ngược lại nó sẽ đi lên. Rồi, cái điểm ăn tiền của nó thì nó chính là đây, và hàng này nó là thương hiệu của Đức nha mọi người. Này, Vera nó là thương hiệu của Đức, thì cũng có nhiều anh em đang sở hữu và sở hữu cho mình được cái bộ Vera này. Thì bộ Vera này hiện tại giá nó cũng không phải là rẻ nha mọi người. Nếu mà tính ra so giá thị trường thì mình có thể là mình rẻ hơn so với thị trường, tại vì mình xách tay về không qua một đơn vị nào hết. Đấy. Thì và có thể là cái giá của mình có thể là mua có thể là tốt hơn. Nhưng mà giá hiện trường mình so sánh ấy, thì hiện tại bộ này nó đang là 7,5 triệu nha. 7,5 triệu nha. Ở trên thị trường mình thấy là nhiều anh em đang bán là 7,5 triệu. Và tiếp theo, cho mọi người xem. Vậy ra này. Thì nó sẽ dài có đây là cây khóa lớn nhất. Cây khóa lớn nhất đây là cây khóa 19. Thì nó sẽ có cái kích thước, mỗi loại nó sẽ có một cái kích thước tối đa. Và như ví dụ như ở trong hình này để mình xem. Thì cây 19 để mình xem thử, trong này nó lại không có kích thước của nó. Để mình xem, nó sẽ có những cái kích thước. Mình nhớ là nó sẽ có cái kích thước đấy. Rồi, đây mọi người. Thì cái khóa 19 này nó có kích thước dài đó là 24,6 cm. Cái kích thước dài 24,6 cm nha mọi người. Đó. Và cái nhỏ nhất đó là 14,4 cm. Là cái khóa 8 này. Khóa 8 này là 14,4 cm. Và tương tự vậy thì cái khóa sẽ và cái chiều dài của nó sẽ tăng dần lên so với cái kích thước của khóa. Số khóa này nó sẽ tăng kích thước dài lên so với cái số càng lớn thì kích thước nó sẽ đi lên. Cực kỳ là nặng tay và đầm tay luôn nha mọi người. Nếu mọi người xài bộ này thì mình nghĩ là hơi bị vip luôn. Đó. Những anh em có thể là mình thấy những anh em mua bộ này để sưu tầm cũng có khá là nhiều, tại vì người ta bỏ ra một bộ thứ nhất một số tiền khá là lớn. Bộ này hiện tại mình đang bán là 6,5 triệu, 6,5 triệu mình về ở 6,5 triệu. Thì nhiều anh em bỏ ra một số tiền khá là lớn so với 6,5 triệu này, thì nhiều người ta hết sưu tầm, hoặc là những anh em mua về để sử dụng cho những công việc làm thật sự là đáng đồng tiền bát gạo thì người ta mới dám mua và sử dụng cái bộ này. Đấy, nha anh em. Thì hiện tại em vừa 3 bộ thì cũng đã hết rồi, hết hàng. Còn nếu anh em nào có nhu cầu thì có thể là liên hệ tới em qua số điện thoại 0703249910, thì em cũng sẽ nhận order hàng theo cho anh em và nhận sang hàng cho anh em luôn. Rồi. Em Tuấn kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy video của em hay thì có thể nhấn cho em một like, subscribe và chia sẻ video giúp mình nhé. Rồi, em Tuấn xin chào tất cả mọi người.